Đó, và chúng ta đến với trận đấu bản lề trong trận đấu thứ 5 thôi. Milan Katha là quân bên phía bên kia, bên Phương Tú và Jerry. Bên này là Baby Bon của Spam. Quang Giao Thông ở gầm Egypt, Baby Egypt. Bên kia là Milan Katha. Cần rồi. Đó, vòng bài Zip đang lùa những con hiều của mình về. Sang xem Baby thôi. Baby sẽ là người đánh chém cho Zip đánh cung. Rất ít khi trường hợp mà Baby cung mà Zip chém, trừ khi bên kia là hai chai so. Baby Lon có cái gì chưa? Gỗ đầu là quá xa nhà chính. Bắt xe buýt đi chặt gỗ. Thôi xem Quang Giao Thông rồi. Nóng mét có hiệu về có voi. Như vậy là tương đối ổn. Có quả phụ chưa? Không thấy đi dò. Dường như đã thấy quả phụ rồi. Như vậy là đã thấy quả phụ ở trên kia. Tương đối tốt. Có quả phụ ở đây. Đi vòng qua quan đồi mới ăn được quả phụ. Spam thế nào có bầy hiều đây rồi. Nhưng quan trọng quan đồ vẫn còn đang thiếu. 25 dân cộng 1 như vậy là 26 dân rồi. Thế như vậy là có bầy yêu dành cho game thủ Babylon. Babylon bây giờ mấy kích được đời? 85 năm mới kích được đời. Homeless.
done it. Ôi, như vậy là Baby đánh cung rồi. Ezip đánh chém. Đây rồi. Ezip gặp game thủ gặp Miwan. Miwan màu 1 đánh thẳng cung à. Cái tội bướng. Giọng đấy. Hay quá. 1A 1L chơi thẳng vào nhà của Miwan. Rồi kìa, chọc con đánh móng e. Vâng, xin cảm ơn. Chân thành cảm ơn gia đình. Rồi, bây giờ xóa ruộng. Nâng cấp cái gì? Nâng cấp bánh xe. Rất tốt, cẩn thận khoảng quân giò. Bây giờ chỉ cần đợi lạc đà đến thôi, sóc lạc đà chưa? Lạc đà đâu? Ơ kìa, anh hôn mã sao? Bây giờ lạc đà mới sinh ra. Như vậy thì màu 1 sẽ khung được nhà. Màu 1 vẫn chưa nhìn thấy cái khe. Vâng, sinh ra bởi một cái khe và chết đi cũng bởi một cái khe thôi. Đem ra, có thôi. Quá nhanh, còn một vẻ cũng rất khét. Game thủ Ta Chi Tú. Chính thức tím, màu 1. Dần nào hết rồi. Đâu hết rồi. Ơ kìa, dần chạy đâu hết rồi. Đây rồi, một cái hốc đây cũng rờ đến. Cung rờ đến. Thôi, chính thức hoàng. Thôi thôi, chạy, chạy, thích thì đập. Quẩy luôn. Chết rồi, không chết. Đem ra thì chính thức hoàng luôn. Đem ra là hoàng, dân chạy dân thôi. Lạc đà đâu? Ai, hổ báo quá. Giật lại. Đem ra chạy thôi. Tí là cung rờ của Baby đến bắn. Đây, lại là game thủ Phương Tú. Có vẻ như người yêu ngồi cạnh thúc giục đi shopping từ chiều đến giờ. Đang hơi cao. Màu 3 to nhưng ắt có màu 5 xử lý. Khi mà Baby Bon đánh cung. Ngoái, cung tê công sang bị đập chết luôn. Tham lai là 20. Bên kia là Miwan Katha. Thì làm gì còn cửa trước Egypt và Baby trận thiếu này nữa. Ôi giời. Ôi đây giời. Lại vào cái lỗ kia. Cái khe trên kia kìa. Cái khe trên kia họ chưa bo. Làm sao nhìn thấy được. Khi mà người yêu ngồi cạnh Phương Tú thì Phương Tú có cái gì đó gọi là khác bọt. Spam đây rồi, đang chơi vào nhà màu 3. Ôi giời, tươi quá. 38/80. Bơm 50 vàng. Bơm 50 vàng đấy, game thủ Quang Thuật Ông. Vâng, kẻ sĩ làm gì với anh em. Có 50 vàng thôi mà. Bơm 50 vàng thôi là lên cái giá 4 rồi cũng mà. Cụ của Katha vào đây cũng chết. Lạc là... cái lên xong cũng A rồi. Úp thôi, úp tổng lực. Úp chết đấy. Không để một nở tham. Neutral, đúng rồi. Đây rồi, sang nhà mà đánh game thủ của Quang Lao Thông. Ốp đấy, kia, nó đánh nhau màu 3 làm cái gì. Màu 3 chưa bánh xe. Hình như màu 3 chưa bánh xe. Đúng, chưa bánh xe. Tuyệt vời. Bơm đồ tất tay cho màu 1 rồi quên không nâng bánh xe. Như vậy thì chính thức tím. Lại đục vào trên khe rừng này. Vâng, hôn mã thì có mà sửa bằng răng. Thằng là 25/48. Hôn mã kia kìa. Cũng là sao bắn yếu để ý điều đấy không. Ai cứ hiến dân thôi. Tốt e trong. Tốt e trong này mất vào thì cố nữa là e chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Chắc chắn chạy trong tên vừa rồi. Spam 51/84. Hôm nay không chết một con dân. Lông đầy đủ luôn, nguyên chi.
đẩy nhà màu 1 đi. Khổ lắm. Màu 1 bây giờ tụ cung A là không hề vớ vẩn được, khi mà đây chỉ là những con cung R của Babylon thôi, không phải cung giờ tuyển như của Egypt. À, xem Egypt. Ê, lại chém được một mớ dân của game thủ màu 3 Jerry. Đây rồi. Ê, màu 1 đẩy cung A rồi. Không hề vớ vẩn. Nhưng số lượng cung A kia là vẫn spam 58/92. Đẩy cung A ra đây à? Liều. Vâng. Láo với thầy giáo là không được. Ôi trời, có 4 cung A đẩy. Đấy đâu. Đúng là tù. Vẫn chưa học được kinh nghiệm đẩy cung A từ Yugi. Đệ tử ruột của Yugi, nhưng khả năng đẩy cung A của Tú là tương đối kém. Giật vào cái chỗ rừng này thôi. Cứ chảy cối lừa lừa thôi. Vẩy. Ê, vẩy đi đâu? Vẩy đi. Vẩy đi đâu đấy? Egypt sang. Egypt. Egypt vào cái chỗ cung đang chém nhau như vậy. Tú thì xài rồi, không cần đánh nhiều. Một trận thi đấu bản lề đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về bên phía Thái Bình Hải. Một trận đấu quân là quá đẹp rồi, không có gì phải nghĩ luôn. Bên kia là Mio Ankatha. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ tư thôi.